Tiếp tục nào bà con, chúng ta cùng nhau hiệu chỉnh bóng đổ sao cho đẹp hơn và ấn tượng hơn. Chúng ta chuyển về cảnh ngay bên cạnh bên này, tôi bấm chuột trái vào. Các bạn cùng tôi chuyển về phần này, chúng ta sẽ hiệu chỉnh hướng của bóng đổ. Tôi sẽ cho thấp xuống tới đây thôi và chúng ta dừng lại để khi chỉnh bóng đổ sẽ có những hiệu ứng tốt nhất cho các bạn quan sát. Còn bây giờ chọn hiệu ứng nào, tôi bấm vào đây, tôi sẽ chọn phần shadow, tôi bấm vào. Điểm đầu tiên ở đây, các bạn thấy rằng ở phần shadow chúng ta có shadow range, tức là vị trí bóng đổ. Tôi kéo lên thì bóng đổ có thiên lệch đi đôi chút. Và nếu để ý kỹ hơn, các bạn thấy rằng những vị trí bóng đổ ở đây đã bị sai lệch hoàn toàn. Vì vậy shadow range này chúng ta chỉ việc để nguyên mặc định mà thôi. Coloring, nếu mà chúng ta kéo cao thì bóng sẽ nghiêng về màu xanh. Các bạn để ý này. Và các bạn giảm thấp xuống, bóng sẽ nghiêng về màu của mặt trời. Trông nóng hơn. Tôi sẽ kéo lên trên một chút sao cho dung hòa nhất có thể. Ví dụ tôi để ở trạng thái này. Brightness, độ sáng của bóng đổ. Nếu chúng ta cùng nhau giảm tối đi thì bóng trông đậm hơn. Và tăng lên thì bóng sẽ sáng hơn. Đây là bước cũng vô cùng quan trọng. Để kết xuất được một video hay một tấm hình đẹp thì chúng ta phải tinh chỉnh nhiều thứ. Chúng ta có Shot Shadow Size, tức là phần mềm của bóng đổ. Các bạn chú ý đây là phần này. Tôi tăng lên các bạn sẽ thấy ngay. Tôi tăng lớn lên thì thấy rằng những vùng này sẽ mờ và lớn hơn. Ở đây cường độ của phần mềm tôi tăng mạnh lên thì cường độ đậm hơn. Hai thông số này chúng ta nên tăng vừa phải và hết sức cẩn thận. Phần bên dưới Shadow Correction chúng ta sẽ hiệu chỉnh một vài lỗi của bóng đổ. Bây giờ tôi sẽ nhấn phím E để thấp xuống chút xíu. V zoom gần lại và A qua đây. Các bạn để ý thấy bóng đổ chưa bắt vào vị trí bánh xe. Ở đây chúng ta đang có một độ lệch. Chính vì thế, chức năng Shadow Correction sẽ giúp chúng ta giải quyết điều này. Nếu như tôi tăng lên thì độ lệch càng nhiều. Các bạn hãy tưởng tượng ngược lại, tôi giảm đi thì bóng đổ có vẻ ổn áp hơn. Nhưng nếu như các bạn giảm quá, chúng ta xoay qua bên này. Nhấn phím D. Thấy rằng đôi khi bóng đổ ở những vị trí này bị lỗi. Vì vậy, thông số này của chúng ta không nên tăng quá cao và cũng giảm quá thấp. Tôi để vừa phải. Khử đi vùng lỗi đây, các bạn thấy chưa ạ? Chúng ta kéo lên một chút xíu. Rồi, ok. Và phần bóng này bắt vào đây. Chức năng cuối cùng cũng khá hay, đó là trình độ nghiêng của bóng đổ. Tôi kéo lên. Các bạn để ý những phần này. Tôi nhấn phím Q cao lên một chút và vặn lại phối cảnh cho hợp lý. Bây giờ tôi sẽ tăng. Các bạn để ý những phần bóng đổ ở đây nhé, nó sẽ có chiều nghiêng hơn. Tôi nhấn chuột trái vào và kéo vào bên này. Các bạn thấy không ạ? Tác dụng rất rõ rệt. Vì vậy nếu như muốn thay đổi độ nghiêng một chút của bóng đổ thì chúng ta có thể hiệu chỉnh thông số này. Còn ba chế độ ở dưới này sẽ cho chúng ta ba chế độ hiển thị để kết xuất. Nếu như tôi chọn hai, tức là bóng đổ mềm và mịn và super là chế độ cao nhất, chúng ta sẽ có bóng đổ đẹp nhất khi xuất. Các bạn cũng có thể copy chỉnh sửa hay xóa hiệu ứng ở đây. Nếu như muốn xóa bấm remove, ẩn, di chuyển và edit. Tôi tạm thời bấm ra ngoài và trở về cảnh đầu tiên của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.